Trưởng quan Lạc, sau khi quân ta hạ được Bắc Thuận, Nghĩa Châu, Phù Thành, có thể nói là sĩ khí dâng cao, tại sao không thừa thắng xông lên mà lại chủ động dừng tấn công? Như vậy sẽ lỡ thời cơ. Tôi cũng thấy thế. Chiến cục của Đông Bắc nên tốc chiến tốc thắng. Nếu cho quân cộng sản cơ hội xả hơi để bọn họ vận động người dân thì phiền phức to. Nhưng Bộ Chấp hành Điều định Quân sự đã công bố hiệu lệnh 6 hòa bình ở Bắc Bình, lệnh cho hai quân Quốc dân và cộng sản đình chiến. Nếu chỉ huy quân nào không tuân lệnh sẽ xử tội chống lại hòa bình. Ủy viên trưởng cũng phải nhìn sắc mặt của người Mỹ để hành xử đây. Trưởng quan Lạc, lẽ nào tướng quân Mason cũng cho rằng hai bên quốc dân và cộng sản có thể bắt tay làm hòa với nhau sao? Trưởng quan Lạc, các vị, theo ý kiến của tôi, chỉ cần có một tia hy vọng hòa bình thì chúng ta đều không thể bỏ qua. Anh em với nhau, cớ gì lại động can quá? Đồng bào thì đúng, nhưng anh em thì chưa chắc đâu. Chưa diệt trừ được đảng cộng sản thì lấy đâu ra ngày dân tộc phục hưng và thiên hạ thái bình đây? Hiệp định đình chiến cái gì chứ? Đó chỉ là kế hoãn binh mà đảng cộng sản quen dùng thôi. Ngoài mặt thì nói là hòa bình, nhưng sau lưng là giở trò quỷ kế. Cứ nói năm 25 dân quốc, bọn họ bị quân quốc dân bao vây, về cơ bản sắp toàn quân bị tiêu diệt rồi, nhưng lợi dụng sự biến Tây An để cải biên gì đấy, luôn miệng nói muốn cùng ủy viên trưởng cùng chống Nhật. Nói xong có giữ lời không? Không hề. Ngấm ngầm tuyển quân chiếm đất, không đánh giặc mà chuyên đánh quân quốc dân, toàn làm những chuyện thất đức lật lọng. Lúc bọn họ cần dùng anh thì nói ngon nói ngọt, dùng xong thì đá anh đi, còn khiến cho anh chết không chỗ chôn thân. Tôi không tin đảng cộng sản đâu. Ủy viên trưởng cũng khó xử thật. Chủ lực quân cộng sản ở Đông Bắc chưa bị quét sạch hoàn toàn, bọn họ có ý né tránh chiến tranh. Nếu quân quốc dân bám sát, chắc chắn sẽ kéo dài chiến tuyến, cho quân cộng sản cơ hội đánh chặn khắp nơi. Từ khi quân ta chuyển sang đánh Đông Bắc, tổn thất nặng nề, cần bổ sung gấp binh sĩ lương bổng, nhưng các chiến khu quan nội lại căng thẳng. Ủy viên trưởng cũng không quan tâm được gì khác. Ba đội quân vốn định điều đình đến Đông Bắc cũng chỉ đành tạm hoãn chấp hành. Xem ra chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn quân cộng sản thoát khỏi chỗ chết thôi. Trưởng quan Lạc, sư đoàn 15 chúng tôi đóng quân ở Nghĩa Châu, cần bổ sung gấp lương thực đạn dược, xin bộ tư lệnh nhanh chóng điều phối. Đúng vậy, việc phòng bị Kim Thành của sư đoàn 17 mới chỉnh biên chúng tôi cũng cần tăng cường trang bị, xin trưởng quan Lạc thúc giục nhiều hơn. Sư đoàn 17 mới chỉnh biên sau khi tiến vào Đông Bắc vẫn luôn bận rộn tiếp nhận tài sản của Nhật Ngụy, sao lại thiếu tiền chứ? Cả sư đoàn 15 của anh nữa, các anh luôn đi theo phía sau lữ đoàn 45 chúng tôi, chưa đánh trận nào thì lấy đâu ra quân lương? Anh Liêu, sao anh lại nói như vậy? Liêu Cao Hiên, anh có ý gì chứ? Không phải tôi đang tranh công đòi thưởng với anh đâu. Tôi rất ghét những người lúc nói thì khẳng khái hiên ngang, nhưng lúc đánh thật thì rụt lại phía sau, chỉ biết mưu lợi cho mình thôi. Anh đừng có coi thường người khác như thế chứ. Đừng tưởng đánh thắng mấy trận thì có gì ghê gớm lắm. Những người ở đây có ai chưa từng thắng trận đâu. Trưởng quan Lạc, hôm nay chúng tôi đến tham gia hội nghị quân sự chứ không phải là nghe một số kẻ dạy dỗ đâu. Trưởng quan Lạc, đây là hội nghị gì vậy? Được rồi, ngồi xuống đi. Tất cả im lặng cho tôi. Cậu Liêu, tính tình của cậu quá thẳng thắn. Thảo nào các đồng Liêu nói cậu thanh cao ngạo mạn, rất khó qua lại. Trưởng quan Lạc, không phải tôi cố ý thanh cao. Từ khi sư đoàn trưởng Lưu tiến vào Đông Bắc, chỉ mãi tiếp nhận tài sản của chính phủ Ngụy Mãn, vơ vét tài sản của dân. Sư đoàn trưởng Hồ đánh giặc thì sợ sệt trục lại, bán vũ khí của mình để làm ăn. Đứng cùng những tướng lĩnh như thế, tôi cảm thấy dục quá. Nước quá trong thì không có cá. Đừng câu nệ tiểu tiết làm gì. Ở chốn quan trường phải học được cách bình thản.
tôi khuyên cậu một câu. Đừng tưởng ủy viên trưởng coi trọng cậu thì muốn làm gì cũng được. Quan văn không tham tiền, võ tướng không sợ chết. Như vậy đất nước mới có hy vọng được. Nhưng võ tướng của chúng ta vừa tham tiền vừa sợ chết, còn đánh trận kiểu gì nữa? Kháng chiến 8 năm, đất nước sa sút, dân chúng lầm than, phải ổn định xã hội, chăm sóc người dân. Nhưng anh nhìn bọn họ đi, ra sức vơ vét của cải không chút kiên nể. Đây là quốc quân hay là thổ phỉ đây? Đại địch trước mắt, phải đoàn kết đồng lòng. Ngoài đánh chặt, những chuyện khác cậu không cần nghĩ, cũng không cần quan tâm đâu. Trưởng quan Lạc, thân là quân dân của đảng quốc, đánh chặt là việc hàng đầu. Còn những việc khác thì mặc kệ vậy. Anh Đinh Tử, anh Đinh Tử, Ca Tử, tôi nhớ cậu chết đi được. Nói đi, có ai bắt nạt cậu không? Không ạ. Em cũng nhớ anh lắm. Em đã tìm rất nhiều nơi. Em hỏi bọn họ anh ở đâu, bọn họ nói anh bị điều đến hậu phương. Em tìm mãi không thấy anh ở bệnh viện. Tôi khỏi lâu rồi, tôi còn sửa nhà cho người ta ở bệnh viện hậu phương nữa mà. Thật sao? Ca Tử, béo ra rồi đấy. Đâu có, mùa đông nên em mặc nhiều thôi. Hiện giờ không đánh không hòa, đảng Cộng sản đang tính toán gì với chúng ta đây? Bọn họ đang lôi kéo lòng dân. Chiến thuật tâm lý trước giờ là bản lĩnh của đảng Cộng sản. Tôi nghĩ chúng ta nên ra sức mở rộng việc vận động cuộc sống mới của ủy viên, để người dân được an cư lạc nghiệp, hòa bình yên ổn. Như vậy thì chúng ta sẽ không sợ chiến thuật tâm lý của đảng Cộng sản nữa. Có lòng dân là có thiên hạ. Chiêu này của chúng ta có tác dụng sao? Theo tôi thấy, dùng biện pháp mạnh vẫn hơn. Thắng làm vua, thua làm giặc. Thắng chậm rồi, muốn viết lịch sử như thế nào mà chẳng được. Được rồi, đừng tiễn nữa. Tôi đi cải cách ruộng đất chứ có đi chết đâu. Thật là không cần tiễn đâu. Lão đới, lão đới, tôi có chuyện muốn nói. Chuyện gì? Tôi muốn đổi tổ với ông. Tổ đã được quyết định lúc họp rồi, sao có thể nói đổi là đổi chứ? Ông nói nhiều như thế, có đổi không? Cô vì vua Thành Sơn chứ gì? Sợ ở nhà không gả đi được sao? Ông đừng có nghĩ linh tinh. Là do tình hình của Đại Oa Phô khá là phức tạp, có nữ đồng chí sẽ tiện làm việc hơn. Cô nói gì mà chẳng được chứ? Tóm lại là muốn đổi tổ chứ gì? Cô phải lấy cho tôi 2 cân rượu. 2 cân? 2 cân thì 2 cân. Bây giờ tôi đi lấy đây. Đồng vui quá vậy. Trung đoàn trưởng, Trung đoàn trưởng, sao anh đến đây vậy? Tôi sợ cậu tụt lại phía sau nên đến đá cho cậu một cái. Đừng mà, ở đây bao nhiêu người, lại còn sĩ diện sao? Trung đoàn trưởng, ai mà chẳng cần thể diện, đúng không? Đinh trụ có. Các đồng chí địa phương tạm thời đổi cho nhau, để đồng chí Đại Anh Tử đến Đại Oa Phô cùng các cậu. Hoan nghênh. Trung đoàn trưởng à, anh không thể xếp cô ấy và tôi cùng tổ được đâu. Có ý kiến gì sao? Vua Thành Sơn biết câu tránh voi chẳng xấu mặt nào không? Mau phục tùng mệnh lệnh đi. Trung đoàn trưởng à, Tôi cầu xin anh đấy. Tôi từng cứu mạng anh. Sao chuyện lớn như vậy mà tôi không biết chứ? Chuyện lớn như vậy mà sao anh có thể quên được chứ? Ca Tử à, dắt ngựa đến đây. Đại Oa Phô cách chỗ này mấy chục dặm đường, để Đại Anh Tử cưỡi ngựa đi, không vấn đề gì. Được rồi, cô ấy đi thì tôi không đi nữa. Tôi ở lại đại đội, được chưa? Lần này cậu bắt buộc phải đi. Tôi đã chỉ đích danh cậu đến Đại Oa Phô. Chẳng phải cậu hay nói đội quân này có khác gì quân quốc dân sao? Hy vọng sau lần cải cách ruộng đất này, cậu có thể tự tìm được câu trả lời. Dạ vâng. Đại Oa Phô tình hình phức tạp, bảo vệ các đồng chí địa phương chu đáo đi.
Nếu gặp nguy hiểm, hãy liên lạc ngay với trung đoàn. Tôi không sợ nguy hiểm gì hết. Đừng xếp tôi đi chung với cô ấy là được rồi. Đừng nhiều lời nữa. Báo cáo. Không tìm được ngựa, mượn tạm con lừa này đi. Ca Tử à, cậu đưa lừa cho anh Thành Sơn của cậu dắt đi. Bảo chị Đại anh Tử của cậu lên lưng lừa. Không vấn đề gì, hai người họ về nhà mẹ đẻ chứ gì. Nói linh tinh cái gì vậy? Xuất phát, rõ. Xuất phát. Trả tiền đi ông tổng. Đòi tiền cái gì hả? Đưa thuốc đây, trói lại. Đưa đi. Đội trưởng Đinh, phía trước chính là Đại Oa Phu. Mọi người cẩn thận, đi nhanh lên. Tứ Mang Tử, mày ăn gan hùm mật báo sao? Dám cản ông đây chấp hành công vụ. Tao nhổ vào. Cảnh Ngọc Hà, lão Tôn hiền lành thật thà, động chạm gì đến mày hả? Tại sao mày lại dở nhà của ông? Tao dở nhà họ liên quan gì đến mày? Mày còn dám làm càn? Hôm nay tao sẽ trói mày lại. Mày dám sao? Họ Cảnh kia, mày nhìn đi. Lão Tôn chỉ là một ông lão neo đơn, còn phải nuôi một đứa cháu. Ăn bữa nay lo bữa mai. Bọn mày còn đuổi ông ấy ra khỏi nhà. Bọn mày có cho người ta sống không hả? Bà con nhìn đi. Lũ khốn này mất hết nhân tính rồi. Mọi người nghe đây. Lão Tôn nợ tiền Triệu lão gia mãi không trả. Hôm nay chúng tôi đến là để thu nhà cho Triệu lão gia. Vớ vẩn, oan quá. Tôi chỉ nợ năm đấu địa Tô. Đã đòi lấy nhà của tôi rồi. Đúng là oan quá. Vớ vẩn, ông không tính lãi sao? Triệu lão gia thương hại ông, còn tìm nhà mới cho ông. Triệu lão gia đã nhân nghĩa hết mức rồi. Ông đừng lì ra đó nữa. Bồi thường cái chó gì? Cái chuồng gia súc đó có thể để cho người ở được sao? Nói thẳng ra là địa chủ Triệu muốn chiếm miếng đất này của nhà lão Tôn. Xông lên, trói anh ta lại. Nào. Dừng tay, không được làm càn. Các anh làm gì thế hả? Đội công tác của đảng Cộng sản, giơ tay lên. Bỏ súng xuống. Hiểu lầm rồi. Chúng tôi là đội duy trì trị an của Đại Oa Phu. Tôi tên là Cảnh Ngọc Hà, đều là người làm quan cả. Tại sao anh lại đánh người? Ngồi xổm xuống. Trưởng quan, bọn chúng muốn ăn xương uống máu của tôi. Con trai tôi bị chúng bắt đi làm thợ. Con dâu là bị chúng bán vào ổ chứa. Tôi tức giận ngã bệnh, không thể trồng trọt làm việc. Nợ chúng năm đấu địa tôi. Chúng liền đòi lấy nhà của tôi, lấy đất của tôi. Hai ông cháu tôi phải sống làm sao đây? Xin trưởng quan hãy lấy lại công bằng cho tôi với. Trưởng quan, đừng mà, cẩn thận, bình tĩnh đi. Vua Thành Sơn, anh bình tĩnh lại đi. Các bà con, chúng tôi là đội công tác huyện Bắc Thuận, đến đây giúp mọi người đổi đời. Bắt đầu từ hôm nay, đội duy trì trị an, lý trưởng gì đó sẽ bị hủy bỏ. Chúng ta sẽ thành lập nông hội. Tất cả sẽ do người dân quyết định. Yeah.
Sao thế hả lão Cảnh? Chú hai anh đâu? Trong nhà. Triệu gia, không hay rồi. Khổng Tử nói đừng vui vì vật chất, đừng buồn vì bản thân, hốt hoảng cái gì chứ. Hai người cứ về trước đi. Đại phu nhân, chúng tôi cũng hát cả nửa ngày rồi. Tiền thưởng thì đôi mèo mã gà đồng này, hát thì chưa hết hơi lại còn đòi tiền thưởng sao? Hơn nữa các anh còn nợ địa tô của Triệu gia chúng tôi đấy. Đại phu nhân, làm người phải có lương tâm. Gia súc nhà bà chạy ra ruộng phá phách, quần nát đám lúa đã chín, chúng tôi không thu hoạch được gì mới phải đi hát khắp nơi, sao vẫn còn thu địa tô của chúng tôi? Vớ vẩn, trồng ở đất nhà tôi thì phải nộp địa tô chứ sao? Vợ à, Triệu lão gia, ông là người tốt, ông xử đi. Béo trắng, đuôi xăm. Tôi thấy hai người họ to gan lắm rồi, còn dám cãi nữa. Được rồi, bớt giận đi. Đuôi xăm, cậu cứ về trước đi. Món nợ này tính sau nhé. Tôi có chút việc gấp. Việc này, đi đi. Đi đi, nhanh lên nhanh lên. Xảy ra chuyện gì vậy? Triệu gia, đám cộng sản đến rồi. Ở đâu? Vào ở trường tiểu học rồi. Bọn họ tước súng của tôi, còn nó sẽ hủy bỏ đội duy trì trị an và chức lý trưởng của Triệu gia, bảo chúng ta ngoan ngoãn chờ xử lý đi. Lão gia, đám cộng sản chẳng phải ở Trác Lam sao? Chạy đến đây làm gì chứ? Bọn họ có bao nhiêu người vậy? 7-8 người. Nói là đội công tác gì đó. Chỉ 7-8 người thôi, còn chẳng đủ nhét kẻ răng. Không thể nói như thế được đâu. Tuy chỉ có 7-8 người, nhưng nếu mê hoặc được đám dân nghèo này thì cũng đủ để lật trời rồi. Lão cha đừng có dọa em. Em nghe mà run hết cả người rồi. Làm sao bây giờ? Đúng rồi, mau gọi Triệu Tử Vân đến đây. Dạ vâng. Bà con, chúng tôi là đội công tác, vào đi. Bà con đường đi, vào ngồi một lát đi. Này ông, vào nhà ngồi một chút đi, uống ngụm nước đi. Bà con, đừng có hóng hớt nữa, vào trong ngồi đi, uống ngụm nước đi. Chạy cái gì vậy chứ? Tôi cũng đâu có phải là Diêm Vương đâu. Nhìn thấy tôi như nhìn thấy ma vậy. Bà con, đi đâu vậy? Ba ngày thì có thể làm gì chứ? Đi cuốc đất à? Ruộng của nhà mình sao? Nhà tôi làm gì có đất? Đất của nhà lão Triệu đấy. Đất của nhà lão Triệu, đất ở thôn này là có Triệu Phúc Tài hết sao? Đừng có hỏi tôi không biết gì cả. Ông sao vậy? Này, tôi còn chưa nói xong mà. Công tác quần chúng không dễ dàng chứ gì, còn khó hơn đánh giặc nhiều. Có gì mà khó chứ? Chỉ là nói chuyện rõ ràng với người dân thôi mà. Không phải tôi chém gió đâu. Hôm nay tôi sẽ cho cô xem công tác quần chúng là làm như thế nào. Phú Thành Sơn, anh cứ chém gió đi. Chờ với. Em khóc cái gì chứ? Khóc nữa thì thái thượng lão quân cũng không thấy hạ phàm được đâu. Anh đúng là đồ vô tích sự mà. Gả cho anh đúng là phí cả đời. Suốt ngày chịu ấm ức gì chứ, lại còn không dám đảm trương. Tôi chết quách cho xong. Em cứ ở lì đó thì Triệu lão cha là chẳng trả thù hai chúng ta sao? Mau đi thôi. Trưởng quan, tôi biết hai người, hai người hát dị nhân chuyển trong thành Thuận Bắc đúng không? Trưởng quan, chúng tôi là dân lành, chẳng có xu nào cả đâu. Anh nói cái gì vậy? Anh có tiền hay không liên quan gì đến tôi. Vào trong ngồi uống trà đi. Tôi cho các anh tiền luôn, thế nào? Trưởng quan, chúng tôi có việc gấp. Đúng, có việc. Việc gấp rồi. Nghe tôi nói đã. Không được, tôi có việc gấp. Đứng lại. Chuyện gì thế hả? Tôi còn chưa nói xong, các anh chạy cái gì? Tôi có phải là hổ ăn thịt đâu. Trưởng quan, chúng tôi có việc nhà thật. Anh cho chúng tôi đi đi. Tôi đang làm công tác quần chúng, muốn nói với các anh mục đích của đội công tác chúng tôi đến đây. Vào trong uống nước đã.
Tôi có việc, vào uống nước nhanh lên. Chúng tôi có việc thật mà. Vào trong nhanh lên. Vào trong nghe giáo dục đi. Đừng sợ, tôi có ăn thịt các người đâu, sợ cái gì? Đại nương, đại nương, bà nói xem rốt cuộc Đảng Cộng sản là ai vậy? Sao lại đến Đại Oa Phô lấy lại công bằng cho người dân? Nghe nói Đảng Cộng sản bại trận ở Bắc Thuận rồi, bị quân Trung ương đuổi đến Trác Lam chúng ta. Liệu có phải là bị đánh tan tác, tháo chạy đến Đại Oa Phô không? Tôi thấy không giống lắm đâu. Người ta treo biển gọi là đội công tác. Tôi nghĩ là Đại Oa Phô sắp thay đổi rồi. Đại nương, bà cho ý kiến đi, chúng ta nên làm sao đây? Thằng Tứ, tôi nhớ liên quân kháng giật lúc trước chính là Đảng Cộng sản đấy. Lẽ nào bọn họ về rồi sao? Liên quân kháng giật không còn nữa rồi. Tôi nghĩ chúng ta cứ xem đội công tác này muốn làm gì đó. Đừng có a chua mù quáng là được. Lão già Triệu Phúc Tài này có súng có người, lại có thế lực lớn, cấu kết với cả bạch đạo hắc đạo. Muốn lật đổ ông ta quả thực không dễ đâu. Hơn nữa, nhỡ ngày nào đó đội công tác đi mất thì chúng ta vẫn là người chịu thiệt mà. Cũng phải. Hai anh tên gì? Tôi tên Châu Đuôi Sam. À không, rồi rồi, ngồi xuống đi. Tôi tên Châu Thuận Tường, biệt danh là Châu Đuôi Sam. Đây chính là vợ tôi, tên Huệ Lan, biệt danh là Béo Trắng. Hết rồi. Hai anh đến Đại Oa Phô này để làm gì? Không làm gì cả, trưởng quan. Chúng tôi là người làm nông. Lúc mùa màng thì chúng tôi trồng trọt, lúc nông nhàn thì đi khắp nơi hát hò kiếm ít tiền. Chúng tôi tích góp tiền đến Tết, trở về nộp địa tô, nghỉ ngơi, sang năm lại tiếp tục. Trưởng quan, nói thật, chúng tôi cả năm nay không có ngày nào sung sướng cả. Trong túi thật sự không còn xu nào. Nói vậy thì hai anh là người nghèo sao? Nghèo, chúng tôi nghèo rớt một tơi. Thế thì đúng rồi. Tôi đang tìm người nghèo đây. Tìm hai anh đúng là đúng người rồi. Chúng tôi đến Đại Oa Phô chính là muốn giúp các anh đấu địa chủ, chia đất, phát tài. Có muốn không? Hai người có thái độ gì vậy? Có muốn không thì nói một câu đi. Chia đất của địa chủ thế nào hả? Vua Thành Sơn, anh đang làm cái gì vậy? Phát động quần chúng chứ sao? Nghĩ cho kỹ đi. Phát động quần chúng? Có kiểu phát động quần chúng như anh sao? Như là thẩm vấn phạm nhân vậy. Anh nói cái gì vậy? Tôi biết rồi. Anh ghen tị đúng không? Anh không phục đúng chứ? Đồ toan gốc, tôi nói cho anh biết, nếu anh muốn phát động quần chúng thì tự ra đường mà tìm người. Đừng có ở đây mà ngán đường tôi. Đừng có làm càn nữa. Anh thích gây sự sao? Anh làm càn, anh gây sự. Vua Thành Sơn, anh cứ thôi đi không? Chẳng hiểu chút chính sách gì mà làm bừa. Nào, anh chị uống nước nóng đi. Cảm ơn trưởng quan. Ngồi đi, ngồi đi. Anh chị đừng sợ, cứ tự nhiên như ở nhà của mình nha. Ngồi đầu giường nói chuyện. Kính thưa với bà con, hôm nay ông chủ gọi bà con đến là có chuyện muốn nói. Thôn chúng ta có một đám lính của Đảng Cộng sản đến, mục đích là cướp tiền, cướp lương thực để tiếp tục đánh với quân Trung ương. Người dân Đại Oa Phô chúng ta đều là những người hiền lành chất phác, không thể giúp đám người này làm chuyện ác được. Tử Vân, Triệu Gia, để tôi nói mấy câu, ông nói đi. Bà con, Triệu Phúc Tài tôi ở thôn này bao nhiêu năm nay? Tôi bái Phật cầu thiện để làm gì? Để bà con của Đại Oa Phô có cuộc sống yên ổn nhất. Bà con thuê đất của tôi, làm việc cho tôi. Triệu Phúc Tài tôi trước giờ chưa bao giờ bạc đãi bà con hả? Bây giờ Đảng Cộng sản đến đây, tuy nhìn bọn họ khí thế hùng hổ, nhưng nhát như cấy, chỉ được vài ngày thôi, chắc cũng được 10 ngày nửa tháng.
bọn họ lấy lương thực, cướp tiền xong, sẽ phủi mông bỏ đi. Bà con của Đại Oa Phô chúng ta vẫn phải sống cuộc đời của mình. Đúng thế. Được rồi, để tôi nói cho. Mọi người đều biết, lão gia nhà chúng tôi dễ mềm lòng, thế nên mới có biệt danh là Triệu Tốt Bụng. Đại Phượng Tiên tôi thì không phải là hạng vô dụng, hôm nay tôi nói trước. Về sau, nếu mọi người còn muốn sống ở Đại Oa Phô này, thì hãy lau mắt cho sạch, ngậm miệng cho chặt. Nếu không muốn sống ở đây, thì cuốn gói đi cùng Đảng Cộng sản. Đừng có trách tôi trở mặt. Vân vân, Tử Vân. Thế này đi, chia cho mỗi người một cân gạo. Bây giờ chưa thu hoạch, tiếp tế cho mọi người một chút nhé. Được không? Đây là cho vay hay là cho luôn? Chúng tôi không vay nổi đâu. Đúng vậy. Mọi người cứ yên tâm là cho luôn, không cần trả lại đâu. Chờ chút đi. Lát nữa trở về, bảo các bà con trong thôn đến nhận gạo nhé. Được, được, được. Đi thôi, đi nhận gạo thôi. Chờ Đảng Cộng sản đi rồi thì tiếp tục sống những ngày tháng tốt đẹp nhé. Đồng chí Trương, không phải là tôi nhát gan đâu. Ở Đại Oa Phô này, Triệu Phúc Tài chính là hoàng thượng. Ông ta muốn thế nào thì là thế ấy. Cô không biết đấy thôi. Năm ngoái Triệu Phúc Tài nó muốn tăng địa tô. Đuôi Sam nhà tôi chỉ muốn nói với ông ta mấy câu. Buổi tối có một đám cười xong vào nhà của tôi đánh đuôi Sam một trận, gãy cả chân, mất cả nửa năm mới khỏi. Lúc nào? Là đám chó săn của đội duy trì trị an làm sao? Chuyện này chúng tôi không rõ nữa. Triệu Phúc Tài cũng có qua lại với thổ phỉ trên núi. Hơn nữa ngày nào ông ta cũng nói mình là người tốt. Những chuyện giết người phóng hỏa, ông ta trước giờ không nhúng tay. Em bớt nói mấy câu đi. Đã ra nông nổi này, anh sợ gì chứ? Anh làm sao thế hả? Anh nhát gan không dám nói. Vợ anh nói, anh còn ngăn chặn. Anh có còn là đàn ông không hả? Tôi nói cho anh biết đấy, Vu Thành Sơn, ngồi xuống đi. Không sao, mặc kệ anh ấy, đừng sợ. Chúng ta nói tiếp đi. Đại Oa Phô này còn bao nhiêu người nghèo nữa, có thâm thù đại hận với Triệu Phúc Tài? Đồng chí Trương, chúng tôi cũng không rõ đâu. Tôi nói cho cô biết người này, cô đi hỏi là biết liền. Ai vậy? Mạnh Đại Nương ở phía tây thôn. Bà ấy bị hỏng mắt từ lâu. Triệu Phúc Tài không bao giờ dám động đến bà ấy. Tại sao Triệu Phúc Tài không dám động đến bà ấy? Chúng tôi cũng không rõ nữa. Không biết. Lẽ nào là liên quân kháng giật trở về? Đến lượt tôi. Đến lượt tôi, đến lượt tôi. Chờ một chút. Chờ chút đi. Đừng chen lấn. Các bà con, mọi người uống phải bùa mê thuốc lú rồi sao? Lão già chó chết Triệu Phúc Tài đó cho mọi người uống thuốc gì vậy? Tứ Mang Tử, chúng tôi sao so được với anh? Anh chỉ có một mình thôi. Chúng tôi đều ở đây với bố mẹ vợ con, sao dám chọc đến ông ta? Không có khí phách. Đoàn công tác của Đảng Cộng sản đến rồi, sớm muộn cũng xử lý ông ta. Anh tin vào 7-8 người đó thật sao? Tứ Mang Tử, anh mau chạy đi. Chờ Đảng Cộng sản đi rồi thì ông ta sẽ cho anh biết tay. Anh đừng quên, năm đó vì cha của anh quá ngang bướng nên nửa đêm bị người ta dìm xuống hồ đấy. Các anh đúng là đồ hồ đồ. Hôm nay tha một cân gạo, sớm muộn cũng phải nôn ra cả gốc lẫn lãi. Mọi người bị ông ta hại chưa đủ sao? Làm cái gì vậy? Không nhận gạo thì ra chỗ khác. Bà con, chúng ta đi thôi, cút đi. Tam gia, đội công tác của Đảng Cộng sản vào thôn rồi. Tôi đã đoán trước được bọn họ sẽ đến đây. Nhưng tôi đã xoa dịu đám dân nghèo kia rồi. Tôi chia cho họ mỗi hộ chút gạo. Lần này bọn họ sẽ không nồng cạn quá. Anh tưởng Đảng Cộng sản giờ có tài sản của anh, chia lương thực, cướp của cải xong sẽ đi sao? Đảng Cộng sản muốn cải cách ruộng đất. Cải cách ruộng đất là gì? Chính là lấy ruộng đất tài sản của những người giàu có chia cho người nghèo.
tập hợp đám dân nghèo đánh quân Trung ương, bán mạng cho đảng Cộng sản, chia hết ruộng đất tài sản, thì chúng ta ăn cái gì? Ăn cái gì à? Ăn đạn chứ ăn gì? Một phát súng là anh chết không kịp ngáp đấy. Không phải chứ, anh chết đến nơi rồi mà còn vẫn không biết sao? Đây là một mật điện tôi mới nhận được. Đảng Cộng sản bắt đầu cải cách ruộng đất ở tất cả các thôn làng toàn Đông Bắc. Cấp trên lệnh cho chúng ta phải ngăn cản, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng được. Tam gia, chúng ta phải làm sao đây? Lúc trước đại ca tôi vẫn luôn khuyên các anh mua súng thuê người, thành lập đội ngũ tự bảo vệ mình, nhưng các anh lại tiếc tiền. Bây giờ thì sao? Bị chia hết cho đám dân nghèo chứ gì. Mã Hồng là tư lệnh bảo vệ Bắc Thuận, binh hùng tướng mạnh, mà còn không tiêu diệt được đảng Cộng sản. Tôi mua mấy khẩu súng thì được tích sự gì? Anh đúng là quê mùa, tôi không biết phải nói sao nữa. Thế này đi, tôi sẽ viết thư bảo cảnh Ngọc Hà đến núi Lão Ma Bàng tìm Lưu Điện Khôi, bảo anh ta xuống núi xử lý đội công tác của đảng Cộng sản. Được. Ai? Đừng nổ súng. Tôi là quần chúng, tôi tìm trưởng quan đội công tác. Đi. Đồ to ngốc, anh có thể đứng yên một chút được không? Anh đi qua đi lại tôi chóng hết cả mặt. Làm sao hả? Tôi sắp nhìn hết nổi rồi, còn không cho tôi đi nữa sao? Người dân ở đây bị làm sao vậy? Còn kém xa người Sơn Đông chúng tôi. Ai nấy đều nhát gan, địa chủ cho một miếng lợi ích đã hài lòng mãn nguyện rồi, bảo bọn họ vùng lên cũng không chịu. Thế là quần chúng gì chứ? Theo ý tôi, cứ lôi tên Triệu Phúc Tài kia ra, một phát bắn chết cho xong. Bắn xong thì sao? Bắn xong thì đơn giản rồi. Triệu Phúc Tài chết, chúng ta sẽ lấy đất và tiền của ông ta chia cho người nghèo. Đúng rồi, công tác cải cách ruộng đất như thế là xong. Chúng ta có thể quay về rồi. Nói hay lắm, nói là làm. Đi, đứng lại. Hai anh định làm gì? Đi tìm tên Triệu Phúc Tài kia. Làm càng. Lúc chúng ta đi, lãnh đạo đã dặn chúng ta cái gì? Nhiệm vụ của đội công tác là phát động quần chúng, để quần chúng thật sự giác ngộ và tự đứng lên, mới có thể lật đổ địa chủ. Bây giờ chúng ta làm như vậy, chia đất nhanh gọn. Nhưng chúng ta đi rồi thì sao? Địa chủ quay lại thì vẫn là người dân chịu khổ thôi. Thế này không được, thế kia cũng không xong. Cô nói đi, làm sao bây giờ? Việc mà đội công tác chúng ta cần làm là đoàn kết mọi người lại, tự mình làm chủ. Như vậy địa chủ mới không thể trở mình được. Nói thì nhẹ nhàng, tôi nói cho cô biết, sáng hôm nay tôi đi một vòng trong thôn, người dân nhìn thấy chúng ta chưa nhìn thấy ma, trốn còn không kịp, chẳng ai nói chuyện với tôi cả. Đó là do người dân vẫn chưa hiểu về đảng Cộng sản, chưa hiểu về đội công tác của chúng ta. Cứ từ từ đi. Báo cáo có quần chúng đến tìm. Anh xem, anh xem. Chẳng phải quần chúng chủ động tìm đến tôi rồi sao? Đêm hôm khuya khoắt mới đến, chắc chắn là thâm thù đại hận. Đúng vậy. Chào trưởng quan, chào trưởng quan. Anh là quần chúng, tôi là quần chúng. Sao tôi thấy không giống gì hết? Giống mà. Chẳng phải các anh nói quần chúng là dân lành sao? Tôi chính là dân lành đây. Anh tên là gì? Làm cái gì? Tôi tên là Triệu Tử Vân, là quản gia của Triệu Phúc Tài lão gia. Anh là chó sao có địa chủ mà? Trưởng quan, ông chủ nghe nói đội công tác vào thôn thì rất là vui, bảo tôi đến đón các anh. Đón chúng tôi? Ông chủ đã giết lợn mổ gà, chuẩn bị rượu ngon đại diện cho quần chúng của Đại Oa Phu, đón gió tẩy trần cho các anh. Ông ta đại diện cho quần chúng, ai đồng ý chứ? Ông ấy bảo đại diện thì là đại diện, ai dám nói không? Ông đây dám, cút đi. Về đó với Triệu Phúc Tài. Chúng tôi đến đây là để lấy lại công bằng cho người nghèo, chứ không phải là để kết bạn với địa chủ đâu. Cút đi. Cút. Nhanh lên. Cút. Cút đi.
còn đến nữa tôi bắn chết. Mã lão tam này chỉ biết gây rắc rối cho ông đây. Lần trước mượn người, nó đến Thuận Bắc tấn công quân cộng sản, kết quả trộm gà không thành, còn mất đám gạo, khiến cho anh em mất mạng. Lần này lại bắt ông đây đi tiêu diệt tội công tác. Lưu gia, lần này đảng cộng sản muốn lấy mạng Triệu Phúc Tài, ông không thể thấy chết mà không cứu. Triệu gia nói rồi, xong chuyện này sẽ tạ ơn hậu hĩnh cho ngài. Triệu đại phu nhân bảo tôi chuyển lời đến ông, cô ấy đang chờ ông đấy. Đại Phượng Tiên nhớ đến tôi rồi sao? Đương nhiên rồi, ngày nào cô ấy cũng nhớ đến ông. Bọn họ có bao nhiêu người? Chỉ có 7-8 người thôi, ở trong trường tiểu học ở cổng thôn. 7-8 người mà muốn lật trời rồi sao? Được, tôi sẽ phái người đi. Tiểu Tứ Hải, đại ca, dẫn 20 anh em xuống núi ngay trong đêm, giết chúng cho tôi. Anh cứ chờ mà xem. Tốt rồi. Cẩn thận một chút đi. Đuôi sao? Đuôi sao? Mang tử, mau lên. Vào đi, vào đi. Tứ mang tử đến rồi sao? Lạnh chứ, sưởi ấm đi. Đêm hôm anh đến đây làm gì? Tôi hỏi anh một chuyện. Hôm nay đội công tác nói chuyện với anh rất lâu. Đúng rồi, nói những gì vậy? Nói đảng cộng sản giúp chúng ta chia đất chia ruộng phùng lên, lật đổ địa chủ và những người có tiền, để dân nghèo như chúng ta làm chủ. Thật sao? Chúng tôi đã nghĩ kỹ rồi, chúng tôi tạm ở đây xem thế nào. Xem ra đảng cộng sản đến để cứu dân nghèo chúng ta là thật. Vừa nãy tôi nhìn thấy đội công tác suýt nữa bắn chết Triệu Tử Vân. Lão già chó chết Triệu Phúc Tài này sắp tôi đời rồi. Thật sao? Mau ngồi xuống kể đi. Không ngồi nữa, chúng ta đi tìm Mạnh đại nương đi. Chuyện này bà ấy quyết định được. Được, vợ à, bọn anh đi đây. Cháy rồi, cháy rồi. Được rồi, mau đi thôi. Chính là chỗ này. Các anh em nghe cho rõ đây, đuổi cùng giết tận, không tha một ai. Lên. Ai? Đi. Các anh em, quân cộng sản có mấy người thôi, bắn mạnh vào. Mã tam gia, anh nghe thấy không? Đánh nhau rồi. Anh nghe đi, đánh nhau thật rồi. Lưu Điện Khôi được đấy, nghĩa khí. Anh cứ chờ giặt xác cho đội công tác của đảng cộng sản đi. Cái gì? Giặt xác cho chúng hả? Nó anh ngu thì anh dãy nảy lên. Anh không những phải nhặt xác mà còn phải khóc than. Đảng cộng sản hào binh tổn tướng nhất định sẽ đến trả thù. Anh phải giả vờ đau khổ như chết cha chết mẹ để bọn chúng tức mà không làm gì được. Đúng vậy, chuyện này không phải do tôi làm, không liên quan đến Triệu tốt bụng tôi, lại còn Triệu bụng lòng dạ xấu xa thì có.
tốt lắm. Thổ phỉ vào thôn rồi, chắc chắn là con chó Triệu dẫn vào. Bắn nhau khốc liệt thật đi, giống như là liên quân kháng Nhật Nam đấy. Đội công tác ít người, sợ là sẽ bị thiệt. Đuôi Sam, anh ở đây với đại nương đi.